hôm qua, thì Hội đồng Quản trị Ngân hàng HSBC đã đi đến quyết định không dời hội sở sang Hồng Kông, Trung Quốc mà vẫn tiếp tục trụ lại tại London, nước Anh. Đây là động thái vừa giúp HSBC tiết kiệm được hàng tỷ euro, vừa giúp giữ uy tín của trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Hậu khủng hoảng tài chính, các ngân hàng tại Anh đối mặt với hàng loạt các khoản truy thu thuế và nợ phạt của giới chức nước Anh. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến HSBC đề ra kế hoạch dời hội sở sang Hồng Kông, Trung Quốc. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác khiến các nhà đầu tư tỏ ra ủng hộ kế hoạch dời hội sở. Một trong số đó là chi phí thuê mặt bằng tại London quá cao. Tuy nhiên, đến nay, các khoản thuế được thu xếp tương đối ổn thỏa. Tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Anh, ông George Osborne, cũng đã tuyên bố giảm thuế doanh nghiệp nhằm duy trì mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư Anh quốc. Đây là mỏ neo giúp níu giữ HSBC ở lại trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Quyết định này phần nào nâng uy tín của trung tâm tài chính thế giới London, vốn đang đối mặt với nhiều quan ngại sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Quyết định cũng phản ánh lo ngại rằng đặc khu kinh tế Hồng Kông đang chịu ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Mặt khác, nếu HSBC phải dời trụ sở, thì chi phí ước tính vào độ 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ đô la Mỹ.